Chơi game Stickwell Legacy được 3-4 tập rồi mà đến bây giờ mình mới biết một cái thứ quan trọng ở trong cửa hàng của game này, đó chính là có thể triệu hồi được Riftfall Đại Đế, đó là chùm cuối của game các bạn. Rồi triệu hồi Riftfall Đại Đế, thủ lĩnh của tất cả những người khổng lồ từ sâu thẳm của vùng đất không người. Đây chính là chùm cuối mà mình có thể tạo ra được. Còn chùm cuối mà mình đánh bại đó là chùm cuối của game. Hôm nay mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn, đó là mình sẽ mua gọi là Riftfall Đại Đế và mình sẽ gọi là để cho solo với chùm cuối của game Stickwell Legacy xem như thế nào nha các bạn. Nhưng mà trước tiên từ từ rồi hãy mua, tại vì á lần trước mình còn một cái chế độ nữa mà mình chưa chơi, đó chính là chế độ vô tận xác sống. À, bọn zombie sẽ xuất hiện ở đây đúng không? Những ngôi mộ. Để xem coi là những chiến binh của mình đâu. Đêm thứ nhất. À, bạn nào đã vượt qua được những cái đêm như thế này không? Bình luận bên dưới nha. Mình thì lần đầu tiên mình chơi để mình trải nghiệm xem như thế nào. Zombie đâu, xuất hiện đi. Đây rồi các bạn à, những gọi là con zombie đã xuất hiện. Xác sống di chuyển chậm, sức mạnh số đông. Rồi chậm, rồi. Được rồi, bây giờ là chúng ta chuẩn bị nha các bạn. Zombie nó lên rồi, nhưng mà mình đang muốn cố gắng là sản xuất ra một cái anh Sparta cái đã. Rồi lên. Wow. Trận đầu tiên để xem coi như thế nào đây. Mình sẽ chơi cái này thử xem như thế nào nha bạn ơi. Mình chưa chơi cái chế độ này bao giờ nên mình cũng biết. Ôi ôi, đông vậy. Ui, kiểu này không ổn rồi các bạn à. Kiểu này là mình cần phải có gọi là Sparta mình có rồi. Mình cần, không. Bây giờ mình cần người khổng lồ quá. Chứ nếu mà đánh kiểu này mình nghĩ là không ổn rồi các bạn. Ui, đánh kiểu này không ổn một tí nào các bạn à. Rút lui. Trời ơi, đông như vậy. Mình phải bảo vệ cái tượng của mình đúng không? Các bạn ơi, có kinh nghiệm nào để chơi cái chế độ này không? Bạn nào biết bình luận bên dưới nha. Mình chưa có kinh nghiệm để chơi cái chế độ này cho nên là chắc chắn mình gọi là mình sẽ thua đó. Rồi, mình nghĩ là mình sẽ thua đó. Tại vì, trời ơi, nó bò luôn kìa. Nó lầy thiệt luôn á. Hết gọi là đi rồi đến bò luôn các bạn à. Quá lầy. Ôi ôi, kiểu này không ổn rồi. Không đấu được rồi các bạn à. Thôi rút lui đi. Bảo vệ gọi là hạ tỷ số. Rồi chế độ này theo như mình thấy là khó chơi các bạn. Khó chơi cực kỳ luôn. Wow. Để xem coi. Trời ơi đánh nhạc à. Ôi rút lui. À hình quá. Sinh tồn được qua một đêm là được rồi. À thì ra là như vậy à. Ê mình có điểm nè. Bây giờ mình sẽ nâng cấp gọi là hạ những cái lính của mình lên nha các bạn. Mình chuyển qua chế độ làm nhiệm vụ nha các bạn. Để mình xem coi là mình có làm nhiệm vụ gì hay không. Wow. Nhiệm vụ ở đây hay nè. Mình chọn đại cái nhiệm vụ nào coi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nâng cấp nha. Mình nên nâng cấp gì đây? Đào vàng nè. Nón vua nè. Nón vua nó cộng vàng cho mình. Nâng cấp mỗi thứ một cái đi. Để cho mấy anh này nó toàn dạng hơn. Rồi bây giờ là mình nên nâng cấp cái gì đây các bạn? Kiếm đâu ơi. Rồi vô. Mình nghĩ là chắc mình không đánh nổi rồi. Để mình xem coi. Wow. Quá trời vàng luôn. Ôi. Nó kéo ra nó đào vàng các bạn. Bên mình đâu? Bên mình đây rồi, bên mình đây rồi. Có phù thủy luôn, bên đó cũng có phù thủy các bạn ơi, giống nhau. Nói chung là hai bên đều giống nhau hết. Để xem coi là như thế nào đây. Lần đầu tiên mình chơi chế độ này là mình cũng chưa biết nữa. Trời quá trời vàng luôn. Chế độ này khó bạn. Wow, nói chung là cái nhiệm vụ này khó chứ không phải là chế độ. Cái này chế độ là nhiệm vụ mà. Này thì wow, mình phóng một cái con gì khổng lồ nó còn có nửa cây máu à. Nhưng mà những cái đồng đội của bên mình bây giờ hết máu rồi. Oh no, bây giờ phải làm sao đây? Rồi xong nó đánh banh nhà luôn rồi các bạn ơi. Ảo mà thiệt chứ. Cứu tôi với, có ai không? Đúng rồi, gá thêm đi. Này thì cố lên. Người khổng lồ nó yếu rồi kìa, cố lên. Các bạn nói á là khi mà mình điều khiển một cái con người que nào đó thì cái con người que đó sẽ đánh mạnh hơn bình thường nếu mà nó tự đánh. Cho nên là mình sẽ gọi là điều khiển con Sparta này để cho nó đánh người khổng lồ. Tính ra nó đánh mạnh thì các bạn ơi, đánh khúc máu luôn kìa. Các bạn thấy không? Rồi, được rồi, lên, đánh đi. Ui. Suýt tí nữa là thua rồi. Và bây giờ mình hết đào vàng rồi, giờ sao ta? Không ổn rồi các bạn ơi, mình hết đào vàng rồi. Đúng rồi, chúng ta sẽ đánh cái tụi gọi là đào vàng của nó để nó khỏi có kiếm vàng được. Đây, trận chiến này thì mình phải cố gắng rồi. Tập trung nha. Này thì đánh nó, đúng rồi. Mình đã sản xuất ra được rồi. Đây. Cố lên luôn. Bên nó chỉ có một gọi là một Sparta thôi. Bên mình có phù thủy mà lo gì. Đúng rồi, bên nó đánh hết những cái gọi là người sản xuất của mình thì mình cũng đánh nó luôn các bạn. Cố lên. Đấy, đánh đi. Rút lui. Nó có cung rồi, mình chịu không nổi đâu. Đây rồi, đào vàng của mình ra rồi các bạn ơi. Yeah, có tiền. Oh no, nó kêu tiếp viện. Rút. Trời, không được. Nếu mà mình rút phù thủy sẽ như thế nào? Không được. Đánh luôn. Tại vì phù thủy không thể nào mà chạy được. Phù thủy ơi,
Rồi bây giờ là không được rồi các bạn ơi. Chỉ vì gọi là cứu phù thủy mà bây giờ là đồng đội phải gọi là phải đứng đây chiến đấu luôn các bạn. Không được rồi, không được rồi. Cút lôi. Mọi phù thủy đánh đi. Đánh đi. Cố lên phù thủy ơi, cố lên. Rồi rút đi. Rút. Rút lẹ. Rồi đến đây thôi. Chỉ cần rút tới đây thôi, không cần rút nhiều. Tại vì á, nếu mà các bạn rút sâu quá thì nó sẽ gọi là tới được cái tượng của mình. Wow, mình đánh nó gần thắng rồi. Mà nó gọi tiếp viện, nó thật sự quá là ăn gian. Ăn gian quá đi à. Nhưng mà không sao, bên mình có phù thủy rất là mạnh. Phù thủy có thể tạo ra được thêm những đồng đội nữa. Phù thủy lui. Đấy, xém tí phù thủy gọi là hạ lên thiên đàng rồi. Nhưng mà nhờ gọi là mình điều khiển kịp, chứ nếu không là không ổn rồi các bạn à. Cố lên nào. Phù thủy chỉ cần một cái nổ nữa thôi là con khổng lồ kia ngẫm. Đấy, đúng rồi. Rồi xong, trận này thắng chắc rồi các bạn à. Quá là đơn giản đối với mình luôn. Gà, lên. Chạy đâu hả? Bởi vậy các bạn thấy không, cái tầm quan trọng của phù thủy. Có một bạn cho mình một cái gợi ý, đó là kêu mình hãy tạo ra thật là nhiều người que cầm kiếm là sẽ chiến thắng. Nhưng mà mình thật sự mình cũng không dám các bạn ơi. Tại vì người que cầm kiếm nó không có sức chống đỡ, nên là chỉ cần phù thủy nó đấm một cái là ngẫm hết à. Nên là không thể nào chơi cái kiểu đó được. Hồi hộp quá các bạn ơi. Ripphone đại đế là hạ biết bao nhiêu không? 1000 kim cương lận đó các bạn. Không đùa đâu, mình sẽ mua một Ripphone thôi nha. Đấy, mình mua được con rồi. Rồi bây giờ là mình vô chung dòng cuối. Dòng cuối đâu, dòng cuối là dòng nào? Dòng cuối là cái dòng sa mạc nè. Đây, sa mạc các bạn. Vô, để xem coi. Rồi, phong tuyến cuối cùng. Đây, lần trước mình cũng đã gọi là hạ xong cái màn này rồi. Đây là đội hình ma cây của mình nha. Tại vì biết sao không, mình thấy cái con người khổng lồ khi mà mặc bộ đồ cây vô á, nhìn rất là giống ma cây các bạn. Cho nên mình gọi nó là đội hình ma cây nha các bạn. Đấy. Rồi, xong, mấy anh kiếm của mình mạnh lắm. Đánh không có được đâu anh ơi. Mấy anh kiếm, trời, kiếm của em mạnh lắm. Mấy vô nó đỡ, không chịu nổi. Mấy thanh niên cầm kiếm á, máu nó yếu thiệt. Nhưng mà nó, sức đánh của nó rất là cao. Nè các bạn nhìn nè. Đó, thấy chưa? Được chưa? Vô. Đấy, bên nó cầm kiếm cũng khá là gắt các bạn, không đùa đâu nha. Bên nó cầm kiếm cũng khá là mạnh đó. Không có ai nào mà đơn giản đâu. Bây giờ mình đi dành tiền mình sản xuất ra thêm đậu vàng nữa các bạn ơi. Ơ nó chạy rồi kìa. Chạy rồi thì thôi. Tôi về. Nó có cung các bạn ơi, mình nhịn nó một tí đi. Nhường nó một bước đi ha. Bên nó thì nhìn các bạn nhìn đội hình nó khá là yếu đúng không? Thật sự rất là yếu luôn á. Không thể nào mà đấu với đội hình mình được. Rồi nó chạy rồi. Chưa gì nó đã bãi trò rồi các bạn ơi. Nó học cái môn võ này của mình nhanh đó. Môn võ bãi trò, chạy là thượng sách à. Để cho nó ra tiếp viện các bạn ơi à. Rồi lươi. Ê mà khoan, để coi có người khổng lồ chưa. À có người khổng lồ rồi nha. Ngon lành canh đào. Lươi anh em. Chúng ta không cần phải gọi là lên làm gì hết, ta lươi thôi. Mình sản xuất ra thêm phù thủy không ta. Mình nghĩ là mình nên sản xuất ra thêm phù thủy đi. Hay là người khổng lồ. Các bạn ơi, nên chọn cái nào đây? Thôi, trận này mình cho người khổng lồ ra đi, để người khổng lồ ở trong cũng tội nghiệp. Rồi, ra nào. Nhanh, phù thủy đâu? Này thì phù thủy, nổ đi phù thủy. Nổ đi. Bùm, yeah. Rồi, bây giờ đánh người khổng lồ này á, là phải sử dụng chiến thuật. Không sử dụng chiến thuật là đánh không được. Đây, các bạn thấy là sau lưng của mình không? Chính là một anh. Này thì phù thủy nè. Phù thủy với chúng tôi nè. Hay lắm, chỉ cần hạ được cái tên phù thủy này thôi là được. Ui, người khổng lồ ra rồi nha. Lên anh em. Nè. Này thì nè, đánh người khổng lồ hả? Rồi, được rồi. Rồi thôi, mình sẽ không có sản xuất ra nữa, để cho nó đánh thôi các bạn ơi. Người khổng lồ này mình nghĩ là đây. Bây giờ á, mình nghĩ là mình có thể thắng được rồi đó các bạn. Nhưng mà mình sẽ rút về. Tại biết sao không? Tại vì mình sắp gọi là hạ sản xuất ra một cái người là chùm Ripphone đại đế để đánh với chùm cuối ở của gọi là Game Sticker Legacy mà. Cho nên mình đâu có để con người khổng lồ này được. Cho nên mà cho nó đứng ở đây đi, chấp nhận gọi là thua thôi. Ơ nhưng mà khoan, trước khi muốn thua thì cũng phải gọi là đánh cho nó yếu trước cái đã. Muốn thắng chứ lộn, làm gì muốn thua, mình đang muốn thắng mà. Rồi, vô. Này thì. Rồi, bây giờ nó yếu rồi đó bạn ơi. Bên mình nên tạo ra thêm phù thủy nha. Lên thôi, đợi gì nữa. Lên thôi anh em. Lên nào. Cái ngùng gì nữa mà không đánh. Đấy. Chiu. Cố lên nào. Đây, chỉ cần một anh Sparta ra phía sau thôi thì con phù thủy này nó sẽ vô dụng. Thấy không? Phù thủy này sẽ vô dụng ngay. Ui, cái gì vậy? Vô dụng liền, thấy chưa? Phù thủy nó vô dụng liền à. Thấy chưa? Rồi xong rồi đó. Trận này có bộ là thắng rồi đó các bạn ơi. Nhưng mà chưa đâu. Đây mới là trận chiến bây giờ mới bắt đầu nè. Tại vì bây giờ mình đang cần chùm cuối xuất hiện mà. Chùm cuối đâu? Xuất hiện đi.
xuất hiện đi nào. Bali. Rồi, yeah, thắng rồi. Khoan, từ từ. À, nhìn nè, tên chùm cuối nè. Rút quân, ôi ơi, rút quân đi. Không rút quân các bạn ơi, rút quân. Ui, khoan, núi lửa đã nổi lên rồi. Các bạn ơi, trời ơi, tội nghiệp cho thanh niên. Oh no, chùm cuối xuất hiện rồi các bạn ơi. Bây giờ là lúc mà mình sẽ tạo ra Rubicon đại đế. Ngầu quá trời quá đất. Rồi, để mình điều khiển được không ta? Điều khiển được luôn các bạn à. Bây giờ là trận solo giữa hai con gọi là chùm cuối. Một là chùm cuối Rubicon đại đế của mình, và một là chùm cuối bên này. Này thì nè, đây, bên nào mạnh hơn đây? Bên nào mạnh hơn đây các bạn? Hai con này có bộ ngang ngửa nhau nha. Sức mạnh của bộ ngang ngửa các bạn ơi. Cố lên. Trận solo này phải nói là trận gọi là ảo ma luôn rồi. Cố lên, bên nào sẽ chiến thắng đây? Để mình xích lại gần nó, mình đánh cho nó dễ nè các bạn. Trận này phải nói là không thể tưởng tượng được ra một cái trận đấu như thế này. Nhưng mà mình nghĩ là bên mình, ơi bên mình rút hết đi. Chơi gian hả? Cho đứng đánh luôn. Mình đứng im cho nó đánh luôn. Tại vì nãy giờ bên mình bắn cung nó, mình quên cái vụ này. Bên mình bắn cung đó các bạn. Đây, bây giờ đi theo tôi. Đi ra đây. Bên đồng đội của tôi nó sung lắm, nó hổ báo lắm. Cho nên là ông ra đây ông đánh với tôi nè. Ra đây để nó bắn ông bây giờ qua đây nè. Qua nhà của ông nè. Đó, rồi. Đánh tôi đi. À, chấp cho bằng máu luôn nha. Cho bằng máu rồi sau đó mình mới solo nha các bạn. Wow. Thật sự phải nói đây là một cái trận mà căng quá các bạn. Lần đầu tiên mới gọi là thấy luôn á. Rồi từ từ. Rồi đánh đi đúng rồi, đánh đi. Đứng nghiêm cho đánh luôn nha. Bằng máu chưa các bạn? Bằng máu chưa để mình gọi là mình cho solo. Bằng máu rồi đó, chuẩn bị. Dậm. Yeah, các bạn thấy nứt đất luôn không? Giờ mình phát hiện ra luôn các bạn, khổng lồ này nó có tuyệt chiêu gọi là dậm nứt đất. Mà sao lúc đánh nhau nó không sử dụng ta? Cố lên nè. Đấy, ai sẽ là người chiến thắng đây? Đây là cuộc solo giữa hai chùm cuối nha các bạn. Trời ơi, lần đầu tiên mà mình thấy hai chùm cuối mà thật sự chùm cuối bên mình ngầu hơn, đúng không? Tại vì chùm cuối bên mình đã có gọi là lava. À, cái nón cũng ngầu hơn nữa. Yeah, ui, tuyệt chiêu của mình mắc cái máu nhiều hơn của thanh niên này nè. Thanh niên này đánh mình gọi là 90 máu, mình đánh 100 máu. Mình lời hơn 10 các bạn ơi. Nhưng mà khoan đã, tên này nó gọi là bằng máu với mình nè. Tính ra solo nãy giờ mà hai người bằng máu với nhau đấy. Không đùa đâu. Vô. Đấy. Rồi, vô. Ui, tính ra nó mạnh hơn mình đó bạn. Nó mạnh hơn mình ấy. Đúng rồi, hình như nó mạnh hơn mình đó bạn ơi. Solo. Ơ, hình như mình đánh hụt à. Nãy giờ mình đánh có hụt không? Ơ, hình như mình đánh hụt hay sao ấy. Đánh có hụt không vậy? Ôi, nãy giờ mình đánh mình không thấy thanh niên này mắc máu bạn ơi, không trúng hay sao ấy. Rồi, xong rồi. Ảo ma rồi. Ăn gian vậy, nãy giờ không trúng. Ông chơi ăn gian vậy ông. Không sao. Mình chấp luôn bạn. Thanh niên kia hồi máu kìa, mình cũng hồi máu luôn. Hai người khổng lồ này đều giống nhau các bạn ơi. Đều giống nhau ở khoảng hồi máu và đánh nhau y hệt. Không khác gì. Ôi ơi, mình thua rồi, thua. Nói chung là do solo hơi sơ suất nên là thua thôi các bạn ơi. Chấp nhận thôi. Cố lên. Bây giờ là solo theo cái kiểu là chạy. Đó. Rồi, mình chơi solo theo kiểu là gọi là mình thông minh hơn đó bạn. Không, các bạn không. Nó đứng từ xa mà đánh mình trúng, mà mình đứng từ xa mà đánh nó không trúng. Nó đánh mình 180. Oh no. Rubicon đại đế đã thua cuộc. Thật sự phải nói là chùm này phải nói là chùm cuối của game mà đúng thật sự đó. Rubicon kia đại đế thật, nhưng mà chỉ là mua để gọi là sản xuất ra thôi. Còn đây mới thật sự là chùm cuối của game này các bạn. Đánh quá mạnh. 180 luôn chứ ít gì. Ghê không? Wow. Quá ghê gớm. Wow. Cố lên nào. Nhưng mà chùm cuối cũng sẽ thua với đội quân gọi là hạ siêu nhỏ của mình, đội quân ma cây. Ghê chưa. Rồi để xem coi làm cái gì đây. Rồi bây giờ là lên rồi nè. Đó. Ui. Đừng. Dạ. Nó không thắng được đâu. Dạ. Rồi. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu xem video này hãy đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ, một đăng ký, một cảm ơn cao nếu các bạn phát triển ủng hộ mình nha. Và vừa rồi là mình đã cho các bạn thấy được cuộc solo giữa hai chùm cuối. Một bên là Rubicon đại đế là chùm cuối bên mình, và bên kia là chùm cuối tên gì cũng không biết luôn, nhưng mà thật sự rất mạnh. Đó là chùm cuối của game nha các bạn.